Đâu rồi? Rick Fake đâu rồi? Rick Fake đâu rồi? Đây rồi. Rick Fake đây rồi anh em ơi. Chúng ta sẽ cùng kết hợp Rick Fake với lại con OP Delta anh em nhá. Thì Rick Fake này thì nó sẽ tăng tất cả các chỉ số của quái lên khi mà anh em mình sở hữu càng nhiều material này. Đó, và cộng thêm 300% drop từ quái này. Và sẽ gây đam cho quái bằng material của mình luôn. Và tăng được cả đam cơ bản của mình khi mà cái số lượng material của anh em mình nhiều. Nhưng mà bù lại đó là material càng nhiều thì quái nó sẽ càng là tăng chỉ số anh em nhá. Ha, đam trừ này, đam cơ bản bị trừ này. Nhưng mà không sao, khi mà chơi với lại Zig Fake, à chơi với lại OP Delta thì đam nó cộng vào thì cũng bù lại được hết thôi. Ok, OP Delta đây. Vũ khí thì mình anh em mình nên chơi vũ khí nào nhỉ? Xem nào. Hay là chơi với lại minigun nhỉ? Lâu lắm không chơi minigun cũng được. Ok, item thì đây. Đấy. Ok, item gọi là cơ bản thôi. Nào để xem nào, để xem nào OP Delta sẽ giải quyết bọn này như thế nào nào anh em nào. Nào, ui xồ. Ui, trông mà xưa drop từ quái kìa nhiều thế. Đúng là 300% mà xưa drop từ quái có khác. Tất cả các chỉ số phải tăng lên, tăng nhiều nữa vào. Cái này thì xem nào, có đam thì lấy đam này. Đam này. Bị trừ đi 85% đam bảo sao nó bắn hơi chậm tí anh em ạ. Nhưng mà không sao, cứ từ từ bình tĩnh. Rồi anh em mình sẽ bù đam được thôi. Không sao cả, cứ bình tĩnh. Chuyện đâu rồi sẽ có đó. Thịt chó sẽ có mắm tôm. Ok. Đấy. Chỉ số này, cộng liên tục này. Bắn này. Bắt đầu rồi đấy. Nó mà có đam trở lại một phát thôi, nó bắn một phát mà chết con quái một phát thôi là bắt đầu chỉ số nó cộng là như điên luôn anh em ạ. Đấy, bắt đầu là chuẩn bị phải cho nhỏ tiếng tiếng sao effect xuống, chứ không thì nó bắn cho thì thôi. Lúc đấy thì cái tiếng chỉ số nó lại nhéo ngay. Rồi bây giờ còn âm 58 đam à. Cứ bình tĩnh rồi anh em mình sẽ có thể bù lại được hết tất cả những cái số đam mà anh em mình bị mất thôi. Ok, với 3 này. Vừa nãy bắn được có 1 đam, bây giờ bắn được 4 đam, 8 đam rồi này. Ấy, bắn 10 đam rồi này. Nhiều đam hơn hẳn luôn. Ấy, ok chưa? Còn cứ từ từ đam nó sẽ dồn lên thôi. Ấy, úi xồi. Hút mà serial kìa. Trông hút mà serial kìa. Ác chưa? Hút nó phải như thế chứ. Ấy. Trông có ghê không? Mới có quay 3 thôi đấy. 8% đam đấy. Dương đam luôn rồi. Ấy, bù lại cái số đam mà anh em mình bị trừ luôn rồi đấy. Kinh khủng không? Quá nhanh, quá nguy hiểm luôn. Chưa kịp chuẩn bị cái điều gì mà nó đã bù xong cái số đam mà bị âm rồi đấy. Quá nhanh luôn. Quay 4 này. Nào, vào hết đây nào. Bắn nào, sấy nào. Ấy, sấy này. Ui, sấy này. Mặc dù là chơi minigun số lượng đạn nó bắn ra bây giờ là chưa có đủ nhiều, do là mình chỉ sử dụng một cái minigun thôi, nhưng mà clear quái phát là ổn đấy chứ. Cảm giác không có đam nổ, nhưng mà tại sao nó vẫn clear quái kiểu đám đông tốt thế nhở? Nó vẫn kiểu bắn xuyên hay là bắn kiểu gì được ấy. Nên là quái chết rất là nhanh. Uấy. Rồi xong quay 4 này. 12% đam này. Ôi bắt đầu rồi anh em ơi, bắt đầu có những cái tiếng chi lên chỉ số lô phi chiêu rồi. Bắt đầu tới rồi. Chuẩn bị đến cái lúc là phải giảm tiếng game xuống bé nhất có thể. Để có thể vừa. À, từ vào đây mua thêm minigun đã. Để cho nó full minigun đã anh em ơi. Bỏ cái này đi nhanh. Mua. Ôi 8 khẩu minigun luôn à. Chơi luôn, triển luôn đi. Ok, quay 5 này. Nào, quái đâu, vào hết đây. Ấy, bắt đầu là bây giờ anh em mình chỉ đứng sấy thôi. Đến cái tầm này là chỉ đứng sấy quái thôi anh em nhá. Đến cái tầm này đúng là chỉ đứng sấy quái rồi đấy. Ôi tí nữa mà khi mà vào serial của anh em mình nhiều ấy, quái nó mà nhanh lên, nó khỏe lên, nó gây đam to hơn ấy. Không biết là mình có bị chúng nó sốc thức thương chết không. Sợ lắm. Bởi vì con OV Delta này anh em mình chưa có Nullifier, cũng chưa tăng được giới hạn né tránh quá nhiều. Nên là nó mà lao à, nó gây đam một cái lượng máu như kia rồi. Cũng đáng sợ đấy, đừng có đùa. Rồi quay 5 xong này. Ok này. Ôi nhưng mà được cái là khi mà chơi với lại con Zig Fake này, anh em thấy là nó không rơi quá nhiều hòm, giống như kiểu là anh em mình chơi với lại con Tyrant.
nên là lấy chỉ số nó nhanh hơn, lấy lúc mà kết thúc quay đấu nó nhanh hơn so với lại con Tyrant. Bởi vì con Tyrant anh em mình còn phải ngồi lấy cả đống hòm cơ, lắm quay còn phải ngồi lấy đi khoảng 20-30 cái hòm thì bỏ sao nó không lâu, nó quá lâu luôn đấy chứ. Rồi quay 6 này, ui chưa gì đã bán 1000 đam rồi. Nguồn quay đầu tiên còn đang bị âm đam rất là nhiều luôn, ấn 100 đam mà bây giờ bắn kiểu nghìn mấy đam mới lại bao nhiêu đam rồi, ghê ấy. Ôi ui trông vừa sơ đồ nó hút về kìa. Ôi đến cái tầm này thì càng giết thì quái càng đông và quái càng khỏe và quái càng nhanh. Ấy ấy anh em nhìn kìa, ác chưa. À mà khi mà anh em mình nhiều mà sơ đồ đam cơ bản nó tăng nha, với tính chất của con dích phách đó. Ok quay tiếp theo, quay 7 này nào, bán đi sấy đi. Ui 2003 đam rồi, đam tăng nhanh thực sự luôn, như một bước nhảy vọt vậy. Trông kìa anh em, trông kìa, mọi thứ đang diễn ra rất là kinh khủng luôn đấy. Nhớ ngày xưa cái đợt chơi con Sonya kết hợp với lại 6 khẩu súng minigun nhỉ, cũng chỉ có đứng sấy như này thôi. Mà đợt đấy kiểu chơi hòm rainbow ấy, tăng cái số lượng quái lên nhiều nên nó cũng đông quá như thế này luôn, sấy liên tục luôn ấy. Bây giờ thì cũng khác gì đâu, bây giờ còn khỏe hơn ngày xưa ấy. Ngày xưa thì không cần bây giờ thì không cần phải chọn từng hòm một, bây giờ thì cứ đứng im như này mà nó sấy thôi. Chứ ngày xưa chơi với con Sodio kia mà chơi hòm rainbow là phải ngồi chọn từng hòm một xem mà lấy cái item gì cho nó hợp lý. Nhưng mà bây giờ thì thôi, cứ đứng im mà sấy, mọi thứ là OP Delta thì nó sẽ cân hết, từ giáp rồi là máu cho đến đam rồi là né tránh các kiểu nó cân hết, không chừa một cái gì ngoài tốc chạy luôn. Mà đến cái mức mà đứng im để bắn như này thì cần gì quan tâm tốc chạy anh em ơi, cứ đứng im này thôi là đủ rồi. Mọi anh em trông kìa, 6000 đam rồi, đam tăng nhanh thế, ác dữ vậy. Bắn đi sấy đi, sấy đi, bắn đi nhiều vào này. Mà có con Hurry thì mà ném vào đây nữa cho thời gian quay đấu nó giảm xuống khoảng 30 giây thôi thì trận đấu nó sẽ diễn ra nhanh hơn đấy. Hối tiếc là không kết hợp được 3 con level trong kiểu lúc mà lấy nhân vật đầu game, chứ mà có cái kiểu đấy thì mình lấy rồi. Nhưng mà nếu chơi kiểu ba nhân muốn chơi 3 con nhân vật kiểu đấy thì phải ngồi zone với lại con Disputer cơ, thế thì mất thời gian lắm. Rồi ok xong với 8. Bảo là nó ít hòm hơn là chơi với lại con Tyrant nhưng mà nó cũng nhiều hòm chả kém luôn đi chứ. Nó cũng ghê vãi trưởng, quay 9 này, 9600 đam này, 9800 đam, 10000 đam này. Đấy đến cái tầm đam như này thì thôi khỏi phải nói luôn đi chứ, Đam khủng bố luôn đấy. Máu rồi lên khoảng gần 600 máu rồi. Với cái mức máu như thế, hồi máu và hút máu như kia, mức giáp ok, ổn, né tránh có thì nghĩ là hơi khó để quá để cái đam cho mình. Chắc chắn luôn anh em ạ, chắc chắn luôn. Đùa. Ui, mọi thứ diễn ra thật là chóng mặt. Tốc độ bắn thật sự là nhanh luôn và quái rất là nhiều luôn. Ôi quay này trở đi là bắt đầu lấy lắm hòm rồi này, lấy lắm hòm vãi trưởng rồi này. Ôi chỉ số nó cộng kìa. Ôi kiểu này lên 20 hòm rồi, kéo phải 30 hòm ấy chứ, nhiều thế, nhiều thực sự luôn ấy. Tưởng là chơi với con này thì nó không có quá nhiều hòm rơi, nhưng mà với cái lượng may mắn nó lên tới 578 thì không thể đoán trước điều gì luôn ấy. 578 may mắn kia bắn một phát là rơi hòm ngay được ấy, tỷ lệ này là may mắn quá cao. Mười quay nữa cơ, một cái tầm sát thương như này thì thôi chắc chắn là win rồi. Nên là bây giờ mà có ngồi để đến quay 20 thì chắc bạn chỉ ngồi đợi thôi, không cần phải lấy thêm cái gì khác cả, cứ bỏ qua là hết cái phần gọi là lấy hòm hay là lấy chỉ số level là được. Hai mươi giây nữa sau quay 10, lâu thế nhỉ.
đang chơi quen kiểu 60 giây à 30 giây gì nhưng mà giờ 60 giây cảm giác lâu quá. Rồi ok rồi đấy, cuối cùng cũng xong quay 10 rồi anh em ơi, nó lâu thực sự luôn, 60 giây mà không phải giống 30 giây mà khi mà anh em mình chơi với Hurry. Nếu như 30 giây như thế thì ngon quá, chơi nó nhanh làm video nó cũng nhanh luôn. Gold 11 này có Elite nhưng mà Elite thì chưa kịp nhìn thấy mặt nó đã đi tong luôn rồi, nhanh thực sự luôn, không thể chăn chối lời cuối cùng. Để bật cái tiếng rồi lên cháu ngủ được anh em ạ. Cái tiếng chỉ số low pitch này cứ để cho nó nhéo này kéo tạo thành một bản thu âm nó gọi là relax, cái gọi là khủng khiếp luôn đấy. Nghe phát là thấy ngủ luôn đấy chứ, tác dụng lớn thực sự ạ. Ôi số ơi, mấy giây nữa xong quân 1. 9 số nữa, 9 người nữa. À nhầm, 9 quay. Tự nhiên lại làm cái gì nữa, nhớ người sao bỏ 9 người nữa nhỉ. Ui, bỏ hết. Tất cả cái chỉ số bây giờ thì không lấy được một cái gì cả, không lấy bất cứ một cái gì cả, không lấy bất cứ một cái hòm nào cả. Cứ như này thôi được rồi. Với cái này lấy bừa thôi. Tầm chỉ số như dãy bên này anh em nhìn thấy đây thì cần gì phải lấy thêm chính xác làm gì nữa đúng không. Thôi vào quay tiếp theo, quay 12, 8 quay nữa mới xong à, lâu nhỉ. Chồng bắn lung tung hết, bắn tứt tóe, sấy toàn bộ quá không sót một con nào vào đây. Gây đàn cho gây luôn xem có đủ để giết thành công. Khó lắm. Bây giờ mấy con quái con nhìn kiểu nó như kiểu tốc biến luôn nhỉ, nhanh thực sự luôn. Còn mấy con kiểu các kiểu kèo kia thì nhìn nó còn ra hình zombie. Mấy con bé tí mà kiểu kia thì bắn phát mà nó chạy kiểu nhanh, cho nên là cái blur nó ảnh hưởng. Ôi trời, bây giờ mới xong quân 12, còn những 8 quân nữa cả, khủng khiếp dữ vậy. Bảo là ít hòm nhưng mà thực ra nó cũng không ít thôi anh em ơi. Cái tầm như này thì cũng không ít được đâu, cũng phải mười mấy 20 hòm rồi chứ đâu phải để ít nữa đâu. Ôi trời ơi, cái đống hòm này thề mình ghét, lấy cái đống hòm này dã man luôn. Bảo lấy cái thứ gì nó còn nhanh, chịu lâu chịu. Chỉ số này lấy bừa thôi các ơi, không cần chính xác. Con 13 này, 13 thì 45 có. Ôi à ơi, 8, 9 quay nữa. Ôi lâu đấy. Ngồi bật này kéo lên tối hôm nào mà kiểu buồn ngủ ấy, bật quả video mà lâu phi tiếng lên chỉ số lâu phi chiêu của con OP lên chắc là cũng ngủ ngon luôn đấy chứ. Kiểu âm thanh liên tục cái gì cả ASMR kiểu ASMR liên tục luôn, ngủ sâu luôn, deep sleep luôn. Xong quân 13 này. Cái này bỏ thôi. Quân 14 này. Ui quá elite ấy.
Nhưng mà có cái elite, nhưng mà thôi cũng chả cần quan tâm elite làm gì anh em ạ. Ui sao bây giờ bắn nhanh thế, bô xì kìa. À hình như con Openeta nó còn bô xì được nữa mà, bô xì được tốt mà. Bô xì luôn, bô xì liên tục bô xì luôn. Mười giây. Ui trời ơi, kiếm cái tiếng này nhiều thế, nhiều hòm thế, liên tục luôn ạ, kinh khủng. Ui còn 6 quay nữa thôi anh em ơi. Có nên tua không nhở? Mình có nên cắt cái đoạn này đi không nhở? Hay để full như này luôn cho anh em thưởng thức trận đấu Luffy chill nhỉ. 15 này. Cứ để như này đi, đỡ phải tua đỡ phải cắt, cho anh em thấy cái trận đấu nó diễn ra một cách nhanh mức nào, nó kinh khủng mức nào khi mà chơi cùng Openeta. Ui level nó tăng kìa anh em kìa. Anh em nhìn cái chỉ số level nó tăng kìa, nó chạy như chỉ như gì ấy mà đã là 107 level rồi mà cái tốc độ tăng level của nó vẫn kinh khủng luôn. Ác thật, làm sao mà đỡ được. Hôm qua là hôm kia làm cái con Openeta này kết hợp với con Tyrant mới thấy là nó kinh khủng lắm rồi. Hôm nay kết hợp thêm con thử con Rick Fake nữa thì cũng kinh khủng không kém, nó cũng ối rồi lắm cơ. Rồi, ok. Xong cơ 15 hay sao ấy nhỉ? Ôi trời lắm hòm thế. Có thể nào không lấy cái hòm này được không? Có cách nào không lấy cái hòm này được không? Nhìn mà ghê luôn ấy. Ôi trời ơi, lắm hòm quá. Cái tiếng lên chỉ số nó còn liên tục cơ chứ. Đúng là phải kết thúc trận đấu anh em mình out game ra nó mới hết anh em ơi. Chứ mà cứ để ngồi ở trong này ấy, thì nó còn kêu nhéo nữa cơ. Nó không thể kết thúc ngay được đâu. Ủa ấy, trông bắn kìa anh em kìa. Tuy là nó con này kết hợp với con Zigfake thì cái tất cả những cái gì của nó không rơi cộng như 50% giống như con Tyrant, nhưng mà cảm giác hỏm những cái thứ nó rơi cũng nhiều dã man, rơi nhiều cũng chả kém gì con Tyrant hôm qua hôm kia mình làm. Số lượng nó cũng kinh khủng không kém, nhìn ác thật đấy. Rồi ok, bỏ hết cái này đi. Bỏ ngay. Bỏ hết. Ui, cái lửa đốt này, cái đam may mắn kìa. Cái đam nhiều dã man ạ. Lắm hỏm thế. Quay 16, ôi còn 4 quay nữa cơ anh em ơi. 4 quay nữa. Thẻ kéo mình cho nhỏ thêm cái tiếng này đi nữa, một ngân nấc nữa không nghe, kiểu nó cứ nhéo liên tục ạ. Quân 17 nào,
chưa xong quân 17 cơ. Ngồi quay đi quay lại một tí vẫn chưa xong à. À đây rồi. Trời ơi lại ngồi về đấy hòm à. Sao nhiều hòm thế nhở. Mình cứ tưởng là không chơi với Titan, không chơi với Titan thì cái hòm nó rơi xuống sẽ ít hơn. Ai ngờ nó rơi cũng nhiều không kém á. Aqua aqua aqua. Kinh khủng thực sự luôn đấy. Bỏ cái này đi, bỏ cái này đi. Bỏ cái này đi, bỏ cái này đi. Này lấy này, lấy này, lấy. Ok, quân 18 này. Nhanh nào kết thúc anh em ơi. Quân 19 thôi. Quân 18 quân 19 thôi là xong rồi, quân 20 thì đánh phát boss là xong thôi. Quân 20 thì nó sẽ nhanh hơn. Ghê quá, nhìn quái nó chạy kìa anh em kìa. Không nhìn thấy quái đâu rồi, bây giờ quái nó cũng nhanh vãi trưởng thôi đấy. Cái con này thì vốn dĩ rồi. Nó tăng speed cho quái thì cũng không kém gì con Titan kia đâu. Có khi nó tăng còn hơn cơ. Nhưng mà con này đấy, nhưng mà càng nhiều mà solo ấy thì nó sẽ tăng cái tốc chạy của quái sẽ hơn hẳn con Titan luôn. Nhưng mà khi mà con này mà con Titan nếu mà giết được càng nhiều số lượng quái ấy, thì nó tăng cái độ tốc chạy lên thì cũng ngang ngửa ấy. Không, nói chung là hai con này thì cũng ngang ngửa nhau thôi. Về cái mặt mà tăng sức mạnh cho quái. Rồi xong quân 18. Ôi dồi ôi. Đống hòm này vẫn nhiều hòm thế à. Lên level cũng nhiều cơ. Rồi rồi rồi. Bỏ cái đi thôi, bỏ đi thôi. Bỏ hết đi này. Thêm quả trứng đi cho vui quân 19 à. Úi sợ vào hết đây, vào hết đây. Ui bọn nó gây đam kìa. Quá gây đam kìa, 25 đam một phát á. Ui mình 2000 2000 máu như kia mà quá cái đam có 25 26 đam một phát thì không ăn thua. Của ấy luôn ấy. Hồi máu ngay, hút máu ngay luôn. Ok ok ok. 25 giây nữa là xong rồi này. 20 giây. Nhanh lên nào, nhanh lên nào. Ghê thế. Rồi xong rồi đấy. 5 giây cuối cùng. Nhanh nào. Nhanh nào, đây rồi. Ui, ít hòm hơn hẳn này. Quay nào nó cũng ít hòm như này, có phải dễ sướng không? Dễ lấy không? Thì bỏ hết đi thôi. Rồi, kết thúc trận đấu này anh em nào. Rồi xong. Ui, lại một video nữa mà kết hợp với lại con OP Delta. Hôm nọ thì mình làm con OP Delta kết hợp với lại con Titan. Nghe nó cũng ghê gớm. Không ai làm với lại con Zigfax thì nó cũng ghê không kém luôn. Thực sự là cặp đôi này kết hợp với nhau thì nó cũng gọi là 1-9-1-10 đấy. Kinh khủng thật. Ok, nếu như anh em thấy video ok thì để lại cho mình một like và subscribe kênh. Đừng quên comment xuống phần bình luận nha anh em nha. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại em những video tiếp theo. Bye bye.